6, 7, 8, 9, 10. Đây là tiếng thô của Shure KSM11 nha mọi người. Trên cái tay phát là SLXD. Đây cái bộ mọi người thấy đầu thu ở đây ha. Thì cái tiếng là thông qua con FPT Pro Max 110A. Con này là Bass 25 nhưng mà con này tiếng to chà ba lửa luôn. Thì mọi người để ý nghe rõ to đúng không mọi người? Thì em để ý em thấy những cái dòng loa cao cấp, ví dụ nè, ví dụ RCF trước đây, QSC và hiện tại bây giờ là FPT, thì em thấy rằng là khi mình hát cao kê cái tiếng của mình nó nhiều lắm. Em dùng từ nhiều mọi người nghe hiểu không? Có nghĩa là nó đủ dải nên mình cảm thấy mình hát rất là nhẹ nhàng. Cái âm lượng mình cũng không cần phải để to đâu. Như mọi người zoom video chắc là thấy zoom thấy cái con mic này em để đây là -11. Con này em để gain là 0 dB. Nếu mọi người thấy có hú không? Nè, hú đầu hú, đó sau lưng em nè. 6 7 8 hú đầu hú, đúng không? Cái tiếng mình nghe mình cảm thấy nó rất là đủ dải. Thành ra mình em hay dùng từ là tiếng mình nó nhiều á. Nên mình cảm thấy mình hát là nó đủ. Mình không cần phải tăng gain. Còn những cái dòng loa mà nó không đủ dải nữa mình hát mình cảm thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì đó. Mình thấy nó cứ yếu yếu cái gì đó. Xong cái mình nâng gain nó lên, nâng gain lên thì sao? Lớn quá thì nó hú ha. Còn con này mọi người zoom zoom cái màn hình lên là thấy ha. Đó, nhìn thấy nè. Em để gain cái chút xíu thôi thì làm sao mà nó hú được? Mọi người hình dung không? 6 7 tiếng rất đã, rất phê. Em thì em thấy em mới ghép lên em thấy tiếng nó quá đã nên em lật đật em quay video chưa kịp biên tập gì đâu. Em đăng cho mọi người xem luôn ha. Rồi cho tí effect lên nè. Cho tí reverb nè. 6 7 8 9 1 2. Như đây hát đủ rồi, chơi trong phòng như đây à. Thêm tí echo vô cho nó thấm tình dân tộc ha, cho nó mềm. Bài hát được mang tên là Chúng Mình Ba Đứa, hát luôn cho nó máu nha mọi người, không thuộc nên quay lại mọi người thông cảm nha. Vô 6 7 1 2. Mình có ba người vừa đúng nét đôi mươi, những chiều mây lưng đồi tầm mắt hướng xa xôi. Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường, chắc nhớ nhau nhiều lắm. Người lượn mây trời vui kịp sóng không trung, với một kẻ đi tìm vào sóng nước mênh mông. Còn riêng mình tôi vai ba lâu về khu chiến, đường dài thêm chia tay, thấy là đường ai nấy đi cũng là màu xanh chiến y, chỉ gặp nhau thoáng nhanh như làn gió với nét viết trong thư. Là hát tới ngày mai luôn, không muốn dừng hết mọi người. Nó rất là đã, rất là phê, nói chung là hát đã lắm, phê lắm luôn. Ở đây thì em đang còn một bộ SLXD và còn một bộ đầu KSM11. Quý khách hàng nào ở khu vực gần gần Hóc Môn, Củ Chi, quận 12 có thể đến trực tiếp tại bên em sẽ demo cho mọi người nghe hát thử. Hát bài chết chóc gì đâu đúng không mọi người? Để đi uống cà phê, tâm sự 8 ha. Xong mình hát một bài quay YouTube đăng cho nó vui đúng không mọi người? Bài đáng bao nhiêu mình sẽ hát qua Shure KSM11 đỉnh của Shure. Xong rồi FPT Pro Max xịn sò của FPT, hàng sản xuất tại Ý. Đó, hát trên cái Midas MR12 qua cái bàn tay điêu luyện cùi bắp của thằng Trí Tâm Audio đó, test mọi người hát xem coi nó có đã có phê hay không ha. Đến đây thì mới biết ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Thấy thích thì cho một like nha. Em chưa kịp biên tập gì hết, em quất luôn. Nên nó có một cái số chỗ nó chưa có tròn trịa thì mọi người bỏ qua ha. Rồi, thank you.